Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bất chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor gạt mưa của Toyota Vios 2006. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp, hàng mới 100% anh em nhé. Đây chính là cái quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc vỏ hộp như thế này với thương hiệu KK. Vâng, và đây em sẽ cùng mở ra để cho anh em xem. Đó. Đây chính là cái hàng mới nha anh em nhé. Với cái thiết kế và cấu tạo của nó thì motor được bắt với đây chính là hai điểm để chúng ta bắt motor gạt mưa vào. Đây. Còn phía đây chính là cái phần đồng và các con như chúng ta hay gọi là từ để chúng ta điều khiển cái thanh bánh răng để chuyển động cái motor ở phần dưới. Và đây là cái phần giắc điện của nó anh em nhé. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái motor gạt mưa của xe Vios 2006. Anh em quan tâm tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.